chẳng là bây giờ lớp nhau trời. Architecture tên này à? Tên này là bây giờ first year này thôi là chọn mình hãy chọn bây giờ mini. Ở đâu cái blue cái này sẽ là mini rồi. Ở là project thì lâu dài là mini luôn đó. Cháu là bây giờ lớp nhau trời. Cháu là bây giờ của bây giờ Australia mà phải nói University of Western Australia mà bây giờ architecture tên này à tên này là bây giờ first year này thôi là cô sẽ vẫn đang nghiên cứu đấy rồi cháu là bây giờ ya đây đấy chơi địa chỉ tiền là cái tiền là mà về thay cái này anh ấy tiền sắt đập vào nó cho mình hãy chọn bây giờ mini đi ở đâu cái blue cái này sẽ là mini rồi ở là project để lâu dài là mini đi vào nó rồi đặc biệt này chơi mini tiền là lâu rồi rồi biểu bài rồi bây giờ tiền nhà yêu xong anh đại học bây giờ chơi này rồi nó bây giờ khăn nào lâu quá chơi nào rồi bây giờ bachelor nó đang năm này chơi này master lên năm này sẽ liên này lâu rồi chơi này vào nó sợ mình lên nên sợ trái đi nó sợ mình tiêu tiêu à cháu bây giờ lớp nhậu trái hả nó thâu nó sẽ tiếp theo mà bây giờ anh mẹ nó lúc trên ở nhà đấy mẹ covid 19 vừa nói bây giờ biểu từ lúc vừa nó yên nên cả lớp rồi bây giờ đi chơi mà bây giờ nụ cho thai yêu sinh ca chi cho cha yêu sinh rất là nhiều là nhai xe của nó ở nó lâu trên này ai làm nhai xe quê rồi lại cũng sợ khi mà phải tết thì này thì cái thi tuổi vừa mà số giá rồi đấy nó phải hàng rồi từ bắt studio mà chuẩn bị cha ấy alo yêu anh em mà phải tết thì ai chỉ cha ấy alo yêu ấy rồi thì ai rồi nó khăn nát ta phải hàng nụ xong nó thảm mà của nó rồi nó thằng nó sẽ đi thêm mà rồi thì cả phải hàng này cho thai yêu quý lớp bộ dân lan lên xí ấy, đam mê ở đi hà lên bây giờ biểu tượng bộ sĩ can đặc trà, chấm ai chủ động cả lên long trung hòa mới sĩ can lên ở phía lai nam biểu mà bộ chủ tịch biên giới mới giải trăm lên rồi xí đẹp bọn nó, ai project đi xí ấy, nó được khu ai chào bây giờ tách chen bây giờ nó thong nó xem mà quay thay thay khai chào rồi quay rồi ở phía physical album nó mà trap chưa làm online single log to book ဖြစ်နေ ဖြစ်မယ် ဘယ် အောင် အဲ့ဒါ လည်း ကြိုးစား နေ ပါ ရဲ့ ဟုတ် ကျွန်တော် တော့ ဘယ် အောင် ကျွန်တော် ရိတ် လေး ရှိ ရဲ့ ပေါ့ ဟုတ် 2020 အ အမှန် တော့ လေး ဘယ် အောင် ပြော သလို ပေါ့ ဘလို့ ကောင်း လို့ ကောင်း အမှန် လည်း မ သိ ဘူး နောက် ပြီး တော့ ဟို ကို စိတ် ထဲ မှာ အများကြီး လှုပ် ချင် ပေမဲ့ ဟို မ လှုပ် လိုက် ရ ဘူး စိတ် ထဲ မှာ ချင် ပေမဲ့ လေး ờ bây giờ tin tình này biểu lên biểu bao lâu lên rồi nó thắng nó xe bây giờ được đi kê thu chạy nó thắng nó xe mà bây giờ bắt đầu xong được gọi là quý bọn nó thuật đấy January mà thuật đấy nó lấy bia season 2 cái cuối ai nó biểu lấy bia cái sách cao này bây giờ Asian Academy Creative Awards mà bọn nó bắt đầu xong bây giờ bố mà nãy ngày cha su được cô nomination win quay ai rồi bắt đầu xong giờ lên này ấy ấy giờ bây giờ vẫn tại bọn nó rồi em mất đi rồi bây giờ bố trả bây giờ hiện bây giờ bố hoạt động nó mà tại vì nhà sĩ cái rồi ấy giờ vẫn tại đặc biệt mẹ của bố bố đó đi chơi bố bây giờ nhà ấy lâu đi lâu chuyện cái nó đặc biệt chuyện nó phải học daddy ấy mummy ấy nhà má lấy rồi bây giờ đấy bây giờ là lâu thêm ai em bây giờ tiêu rồi đấy cho mummy và lấy bây giờ vậy học à lòng về nó thằng nó sẽ thầy chân đã cố chân mà bây giờ luôn sẵn sàng all of you và bà gì cố chia sẻ đôi cùng mình đã xin được điều vì anh ấy khen cho anh ấy biết biết chuyện nên anh cho bà gì anh luôn chân mà cứ say cho bà đó chúc chú ạ.